Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông sôi sục, Mỹ cùng đồng minh chặn Trung Quốc. Những ngày này, tình hình Biển Đông trở nên sôi động trên diễn đàn quốc tế với liên tiếp những động thái của các bên liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên vùng biển quốc tế quan trọng này. Gần đây nhất là việc Mỹ đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh Mỹ đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 3 tháng 6 năm 2020 đã thông báo rằng nước này đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách được cho là phi pháp và nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông. Công hàm của Hoa Kỳ gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mục đích là ủng hộ lập trường của Malaysia gửi cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa bác kháng thư của Trung Quốc vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 và phản đối các yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với Công ước về Luật Biển năm 1982, đồng thời yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu hành đến tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Giới quan sát bình luận lý do mà Mỹ đợi đến tận 6 tháng mới gửi công hàm phản đối Trung Quốc là vì Mỹ muốn các quốc gia có liên quan trong khu vực lên tiếng trước, cụ thể là Malaysia, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Qua đây, Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ các nước trong khu vực bảo vệ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS và phán quyết của Tòa trọng tài tháng 7 năm 2016 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Trước đó không lâu, vào ngày 25 tháng 5, Indonesia đã có công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc nêu rõ sự ủng hộ của chính phủ nước này đối với phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực xử Philippines thắng kiện Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm một căn cứ quân sự ở quần đảo Natuna giáp với Biển Đông vào hồi tháng 1. Đây là khu vực mà Indonesia có nhiều căng thẳng với Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, nhiều tàu của Trung Quốc tràn vào vùng biển quanh quần đảo Natuna, khiến Indonesia phải triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Jakarta đến để phản đối, đồng thời triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu ra khu vực. Các tàu Trung Quốc đã rời đi vào tháng 1 năm nay sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo ra thăm căn cứ quân sự ở quần đảo Natuna nhằm khẳng định chủ quyền của Indonesia. Trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, Ngoại trưởng Indonesia Rento Marsudi đã lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng các diễn biến gần đây ở Biển Đông có thể có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa lúc toàn cầu đang cùng nhau nỗ lực chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cho biết Indonesia vẫn tiếp tục theo dõi chặt các diễn biến trên Biển Đông. Đồng thời, bà nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Tiếp đó, trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 4 tháng 6 mới đây, Ngoại trưởng Rento Marsudi nói, các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Chính phủ Indonesia luôn nhất quán trong lập trường của mình. Indonesia là nước lớn nhất trong khu vực và là một trong những quốc gia sáng lập ra ASEAN. Các tuyên bố chủ quyền của Indonesia ở Biển Đông không mâu thuẫn trực tiếp với các yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông và chồng lấn với đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố. Có thể nói, Indonesia là quốc gia ít bị đe dọa nhất trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc. Nhưng sự lên tiếng của Indonesia có ý nghĩa quan trọng. Đất nước vạn đảo đã nhận thấy sự cần thiết phải ra mặt để bảo vệ luật pháp quốc tế tại khu vực cùng các nước khác để có thể bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của chính mình. Sự kiện này đánh dấu cho một thất bại trong chiến lược chia rẽ các nước trong ASEAN của Trung Quốc trong suốt những năm qua. Thiện cảm của dư luận Indonesia đối với Trung Quốc cũng được cho là ngày càng giảm đi. Hồi tháng trước, công chúng Indonesia đã phẫn nộ về vụ việc các thuyền viên nước này bị ném xác xuống biển sau khi tử vong trên các tàu cá Trung Quốc. Các thuyền viên được cho là đã chết vì làm việc quá sức. Đồng minh thân cận của Trung Quốc tại ASEAN là Philippines cũng đã bắt đầu có những thái độ quyết liệt trong những ngày gần đây. Đây là hình ảnh lính Mỹ diễn tập đổ bộ từ tàu đổ bộ đệm khí trong khuôn khổ tập trận Batikantan tại Philippines vào năm 2019. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ Jose Manuel hôm 3 tháng 6 cũng khẳng định nước này quyết định tạm không hủy thỏa thuận lực lượng thăm viếng VFA với Mỹ. Những hành động hung hăng gần đây của Trung Quốc đã làm cho giới lãnh đạo Philippines quan ngại
và không muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc quân sự với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ đã tỏ ra quan tâm hơn với vùng Biển Đông qua những tuyên bố cứng rắn và sự hiện diện dồn dập của cả hải quân và không quân đối với những lực lượng quân sự tối tân như tàu chiến và máy bay ném bom trong những tháng vừa qua. Trước đó, Philippines đã trao hai công hàm ngoại giao phản đối việc tàu Trung Quốc đã chĩa súng radar vào tàu Philippines tại vùng biển Tây Philippines và tuyên bố một phần lãnh thổ của Philippines là một phần của tỉnh Hải Nam. Đồng thời ủng hộ Việt Nam và chỉ trích việc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam vào hồi đầu tháng 4 vừa qua. Malaysia gần đây cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề trên Biển Đông. Đây là hình ảnh quốc vương Malaysia Abdullah. Ngoại trưởng Malaysia ông Hishamuddin Hussein vào hôm 23 tháng 4 năm 2020 đã nhấn mạnh nước này quyết bảo vệ lợi ích và quyền lợi của mình ở Biển Đông, giữa lúc có tin tàu khảo sát Trung Quốc và tàu Malaysia giằng co trong khu vực tranh chấp. Ông Hishamuddin nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Vị này cũng phát biểu tiếp như sau, dù luật pháp quốc tế bảo vệ tự do lưu thông, sự hiện diện của các chiến hạm và tàu khác ở Biển Đông có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng, có thể dẫn tới những tính toán sai lầm gây ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Ngoại trưởng nói tiếp như sau, việc chúng tôi chưa đưa ra tuyên bố chính thức không có nghĩa là chúng tôi không có phản ứng nào trước tất cả các diễn biến đề cập ở trên. Chúng tôi đã liên lạc và cởi mở liên tục với các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Và ông Hisham đã đưa ra tuyên bố trên sau khi nguồn tin an ninh của hãng Reuters vào ngày 21 tháng 4 đã tiết lộ hai chiến hạm Mỹ là USS American và USS Bunker Hill hiện diện ở Biển Đông gần khu vực tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc đang hoạt động và cũng gần khu khoan thăm dò đáy biển của West Capita do công ty dầu khí Petronas của Malaysia vận hành. Trong một diễn biến liên quan, tại phiên họp Quốc hội vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 vừa qua, Quốc vương Malaysia Subhan cho rằng Malaysia cần chú ý tới các hoạt động gia tăng của các cường quốc ở Biển Đông. Theo quốc vương Asuthan, chiến lược quốc phòng của Malaysia cần tính đến tầm quan trọng của ngoại giao quốc phòng, một chính sách đối ngoại thực tế, các điều ước quốc tế và vị thế địa chính trị của đất nước trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Và nhà vua Malaysia nói tiếp, các hoạt động gia tăng của các cường quốc ở Biển Đông gần đây cần phải được chú ý. Do đó, Malaysia cần phải luôn nhạy cảm với khu vực trên Biển Đông, đồng thời xây dựng một chiến lược hỗ trợ cho khát vọng địa chính trị của chúng ta. Và trở lại với động thái gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Quốc của Hoa Kỳ vào hôm đầu tháng 6, giới quan sát hy vọng rằng sự kiện này sẽ đánh dấu một giải pháp mới trên Biển Đông do Hoa Kỳ dẫn đầu. Đây là hình ảnh tiêm kích tàng hình F-35B hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ USS American ở Biển Đông vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. Sau việc rút khỏi TPP cùng nhiều động thái thể hiện sự giảm quan tâm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump cùng với chính sách nước Mỹ trên hết, thì công hàm của Mỹ gửi lên Liên Hợp Quốc đã chính thức khẳng định quyết tâm can dự tích cực hơn vào tranh chấp ở Biển Đông của siêu cường này. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học Marshall ở Hoa Kỳ nhận định rằng đây là mở đầu cho một trạng thái mới ở Biển Đông, vừa có hy vọng giải quyết tranh chấp hòa bình, vừa có nguy cơ của chiến tranh nếu Trung Quốc không tự kiềm chế. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu Trung Quốc từ Đại học Miner cũng cho rằng các động thái của Hoa Kỳ, của một số nước ASEAN và của các nước liên quan gần đây cho thấy rằng đang có bước ngoặt trong việc cùng nhau bảo vệ an ninh và lợi ích chung trong khu vực Biển Đông nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tuy nhiên, con đường nào cũng có những chông gai và thử thách của nó. Đây là hình ảnh các cuộc biểu tình ở Mỹ đã nổ ra sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd đã biến thành bạo loạn và cướp phá. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý tiếp, dù sao các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cần tỉnh táo nhận định khả năng và cam kết thực sự của Hoa Kỳ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chú trọng đến nhu cầu tranh cử trong khi phải đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, một nền kinh tế đi xuống dốc và các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc. Còn giáo sư Ngô Vĩnh Long đề xuất tiếp như sau, vì đang là chủ tịch của ASEAN và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam có cơ hội thúc đẩy nhận thức cũng như tiến trình trong việc thiết lập các chính sách và các cơ chế hợp thời và hữu hiệu cho các mục đích trên. Và hơn hết, các quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cần đoàn kết với nhau và hết sức tỉnh táo trước những âm mưu thâm độc chia rẽ của Trung Quốc. Như việc Trung Quốc luôn muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực bằng lập luận rằng Mỹ là một đế quốc ở bên kia thế giới nhưng can dự và tranh chấp trong khu vực Biển Đông
để thủ lợi và rằng sự lên tiếng hay can thiệp của Mỹ đã và đang gây rắc rối và làm mất ổn định trong khu vực. Bởi Trung Quốc cũng nhận thức được rằng nếu Mỹ chùn chân trong việc các biện pháp bảo vệ luật pháp quốc tế và an ninh trong khu vực, thì Trung Quốc sẽ có thể uy hiếp các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các quốc gia có nhu cầu tham gia giao thông trên khu vực Biển Đông và trong đó có cả Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 với bản tin Biển Đông sôi sục, Mỹ cùng đồng minh chặn Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.